Tại sao phụ nữ phải sống bằng tiền của chính mình? Có vô vàn cái câu hỏi mà chị em đặt ra khi không được sống bằng tiền của chính mình. Tiêu tiền mà do đàn ông kiếm ra thì có sung sướng hay là không? Phụ nữ thì sau khi lấy chồng thì họ ở nhà hy sinh, vất vả vì chồng và anh ấy, họ có phụ mình hay không? Khi phụ nữ sống tử tế thì cuộc đời có bạc đãi hay là không? Hết lòng với người khác thì phụ nữ sẽ nhận được những cái gì? Hay điều đó lại chính là cái cách mà phụ nữ đang làm khổ chính bản thân mình? Khi bước vào cái cuộc sống hôn nhân thì chị em phụ nữ thường có một cái xu hướng, đó là bỏ hết cái công việc mà mình đang làm để mà chú tâm lo cho gia đình, cho chồng, cho con, để rồi từ đó thì họ rơi vào cái cảnh lệ thuộc vào kinh tế. Nếu dựa trên cái thống kê của chính phủ Nhật Bản thì sau hôn nhân tỷ lệ phụ nữ bỏ việc là 70%, thì ở Việt Nam thì lên tới 80%. Nếu nói yêu là cái bản năng thì kiếm tiền đó lại là trách nhiệm. Nếu phụ nữ không yêu, không thương nhưng vẫn quyết định đi tới hôn nhân thì chính bạn đã làm những cái chuyện có lỗi với trái tim của mình. Nó cũng giống như việc mà bạn không kiếm tiền, không cố gắng trong sự nghiệp thì bạn đang có lỗi với vị trí và cuộc đời của chính mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình cứ tạm đi làm một thời gian rồi tìm một người đàn ông giàu có để mà lo cho mình. Liệu cái người đàn ông đó sẽ lo cho bạn trong bao lâu? Phụ nữ khi sống theo kiểu được đàn ông nuông chiều, đến một ngày đàn ông thay đổi và bỏ rơi bạn, lúc đó cái cách sinh tồn, cách kiếm tiền bạn không còn biết nữa rồi, cuộc đời của bạn sẽ ra sao? Phụ nữ tại sao phải dựa dẫm, phụ thuộc vào đàn ông? Ở trên đời này sẽ chẳng có ai tự nguyện bao bọc cho bạn cả đời ngoài chính bản thân của bạn. Đừng có tin vào việc bạn hy sinh ở nhà vất vả vì người đàn ông rồi họ sẽ chẳng phụ bạn. Cũng đừng tin là khi bạn sống tử tế thì cuộc đời sẽ không bạc đãi với bạn. Sống quá chân thành và hết lòng với người khác thì người chịu khổ và tổn thương nhiều nhất lại là chính bạn. Đàn ông trên đời này thì không phải ai cũng xấu, nhưng để tìm một người đàn ông tốt là điều mà không hề dễ dàng một chút nào. Khi phụ nữ có tiền của mình thì họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ mong muốn, không cần phải chờ đợi người đàn ông đưa tiền thì mới có thể làm được. Không cần phải đi đâu cũng phải lo lắng xem chồng mình có đồng ý cho đi hay là không. Khi đã có tiền có thể mua những cái món đồ mà mình thích, làm đẹp bằng tiền của chính mình, mua quà cho người thân bằng tiền của bản thân làm ra mà chẳng sợ gia đình chồng nói ra, nói vào. Đơn giản là khi phụ nữ có tiền thì họ không ở thế bị động, sống dựa vào đàn ông để rồi bị nói không ra gì mỗi khi mà người ta muốn. Phụ nữ có tiền thì luôn có cái sự chủ động, cuộc sống luôn bất biến vô thường, ai biết ngày mai rồi sẽ nó ra sao. Vậy nên cứ phải có tiền là của chính mình ở trong tay, thì để dù ngày mai có tồi tệ đến mức nào, ít ra thì phụ nữ vẫn có tiền để mà sống. Và khi người thân gặp khó khăn còn có cái để mà giúp đỡ, để luôn mạnh mẽ chứ không cần chật vật rồi đau khổ mà buồn phiền. Phụ nữ có tiền thì tương lai sau này khi có con cái họ cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Và khi về già cũng chẳng lo mình trở thành gánh nặng cho con cái hay cho bất kỳ một ai nữa. Dù rằng tiền không phải là tất cả, nhưng là người phụ nữ thì trước hết là phải độc lập, sau đó phải tự mình kiếm ra cái đồng tiền của chính mình. Tiếp đến là phải biết yêu thương bản thân và biết chăm sóc cho người khác. Phụ nữ chỉ có vậy mới có thể sống thật hạnh phúc và có cho mình một cái cuộc đời thật là tốt đẹp. Xét cho cùng thì kiếm tiền sẽ chẳng phải là điều dễ dàng. Song đổi lại tuy phải lao lực kiếm tiền nhưng tâm hồn bạn sẽ luôn thanh thản. Vì thế, không muốn khổ thì đàn bà phải tự kiếm ra tiền. Phụ nữ hiện đại phải có tiền, không phải có tiền từ người khác, không phải là của cải từ ba mẹ, không phải lấy tiền của đàn ông, cũng không phải lấy tiền của bất cứ ai. Phụ nữ có thể tự kiếm ra được tiền của chính mình. Phụ nữ kiếm tiền thực ra không phải là để sung sướng, để mà trưng diện, mà để đảm bảo cuộc sống tự do, hạnh phúc của chính mình. Có tiền của chính mình để không phải sống dựa dẫm vào đàn ông. Có tiền để sống một cái cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không phải như con rối trong tay của kẻ khác.
Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của kênh Lê Chí Linh. Quý vị hãy nhớ subscribe và nhấn nút chuông. Xin chào và hẹn gặp lại.